Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fushia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì hôm giờ em không có giới thiệu nhà thì chắc là anh chị cũng rất là nhớ xem những căn nhà Vi giới thiệu. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa quay lại Mỹ, em vẫn đang ở Việt Nam. Nhưng mà cái người sale của hãng Jasmine Home á, cho em biết là cái căn nhà mẫu của họ đang bán với giá là 494.000. Thì hôm bữa trước em có quay cái mẫu nhà này rồi, thì sẵn tiền em sẽ để lại cho anh chị xem. Cái căn nhà này thuộc thành phố Katy, trong cái khu là Ellison, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nhà lầu, có 2 phòng ngủ ở dưới, rất là tiện lợi luôn. Thì bây giờ mình hãy cùng nhau đón xem, và anh chị em nào muốn mua căn nhà mẫu thì hãy nhanh tay gọi cho em nha. Tại vì nhà mẫu họ bán rất là lẹ, giống như căn nhà mẫu Weston hôm bữa em giới thiệu họ đã bán mất rồi, rất là nhanh luôn. Thì nếu anh chị em nào quan tâm về căn nhà mẫu này thì hãy nhanh tay gọi cho em. Thì mình hãy cùng nhau đón xem. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em nha. Căn này là nhà lầu nhưng mà có 2 phòng ngủ ở dưới. Cái diện tích là hơn 2.700 square feet, 4 phòng ngủ mà 3 phòng tắm. Đó, thì bây giờ mình vào trong mình xem rồi Vi sẽ chia sẻ thêm thông tin. Thì cái khúc này á, là sẽ là cái chỗ đậu xe ha. Nhưng mà đang là nhà mẫu nên họ làm cái landscaping rất là đẹp luôn. Đã có rất là nhiều anh chị thích cái landscaping như thế này. Nhưng mà mình mua về thì mình muốn làm thế nào cũng được. Nhưng mà khúc này á, sẽ là cái chỗ đậu xe bên đây. Rồi mình vào trong mình xem. Cái mẫu này thì mình có được cái porch ở phía trước. Mình có thể ngồi đây mình chơi nè, mình uống cà phê, uống trà. Đó, ngồi đây mình nhìn ra ngoài. Đó. Cái porch này rất là rộng rãi ha. Rồi đây là cái cửa trước đây. Cái cửa trước này á, thì bên đây có cái cửa kính nên nhìn rất là sáng sủa luôn. Đó, mình mở cửa ra thì mình thấy được cái trần rất là cao ráo ở đây ha. Rồi phía bên này á sẽ là cái gara. Đó, mình sẽ có cái vách tường ở đây đóng lại nha. Đó, rồi cái cửa gara đó thì tí nữa Vi sẽ chỉ cho anh chị. Thì mở cửa ra thì mình nhìn như thế này. Đó. Rất là đẹp. Rồi phía bên tay trái của Vi á, chỗ này thì sẽ có một cái phòng ngủ ở phía trước. Thì hồi nãy Vi có chia sẻ nhà lầu mà có 2 phòng ngủ ở dưới thì rất là tiện ha. Thì đây là một cái phòng đầu tiên. Đó, có cái closet ở đây. Đó, phòng ngủ này thì có 2 cái cửa sổ rất là sáng. Xong rồi kế bên cái phòng ngủ á, sẽ là cái nhà tắm. Đó, cái nhà tắm ở đây. Đó, như thế này ha. Rồi bên đây á là cái chỗ mà bỏ đồ ngay đây. Rồi qua bên đây thì như hồi nãy Vi chia sẻ đó, chỗ này là cái vách tường luôn đóng lại. Rồi cái cửa đi ra gara là nằm ngay đây nè. Đó, rồi mình đứng ngay đây á, mình thấy được cái bàn ăn bên đây, rồi cái nhà bếp bên kia. Rồi bên đây là cái phòng khách. Đó, phòng khách này được cái trần rất là cao luôn ha. Rồi bên đây là cái chỗ giặt sấy nè. Ở đây. Đó. Cái phòng giặt sấy. Cái cửa gara. Rồi cái cửa trước bước vào đó. Thì mình đi lên xíu là có cái phòng ngay đây với cái phòng tắm ở đây luôn. Rồi chỗ này là cái bàn ăn nè. Và đây là cái bếp đây. Đó. Cái bếp này á là cái lò nấu với lại cái sink không đối diện nha, rất là phong thủy luôn. Cho anh chị em nào mà không thích đối diện thì cái này là nó lệch hoàn toàn luôn. Đó, rồi ở đây có cái cửa sổ rất là sáng sủa ngay đây. Thì bỏ được ghế mình ngồi ở đây. Rồi đây là cái chỗ nấu ăn. Đó, rồi mình đứng đây á mình rửa chén ha. Mình thấy được cái bàn ăn bên đây. Rồi cái cửa trước nè. Rồi bên đây là cái phòng khách.
Đó, trần nhà rất là cao luôn. Dù anh chị thích nhà mà có cái phòng khách á, nó cao lên trên, thì cái mẫu này rất là cao ráo luôn. Đó, rồi để Vi đứng bên đây để mình nhìn lại cái hướng nhà bếp nha. Rồi có luôn cái lò sưởi luôn. Đó, đây nè, nhà bếp với lại ở trên. Đó, rất là thoáng. Cái mẫu này thì rất là popular, bởi vì họ đang có 3 căn giống như vậy luôn đó. Rồi mình đi xuống dưới đây. Chỗ này là cái cửa đi ra phía sau. Đó, nhà này đặc biệt siêu phong thủy là cái cửa trước với cửa sau là không đối diện nè. Cái bếp với lại cái chỗ nấu cũng không đối diện luôn. Đó. Rồi bên đây là cái phòng master. Rất là rộng ha. Mình bỏ được cái giường là king size rồi hai cái stand hai bên. Rồi các cửa sổ rất là sáng. Rồi ở đây á là cái tấm nằm với tấm đứng đây. Đó. Tấm đứng, tấm nằm. Rồi chỗ này là một cái sink. Rồi bên đây một cái nữa. Bên đây. Đó, hai cái sink ha. Rồi ở đây á là cái toilet nè. Rồi cái walk-in closet ở đây. Đó. Walk-in closet thì cũng mình để cũng được rất là nhiều đồ. Có chỗ này nữa nè. Bên đây nữa. Đó. Rồi cái phòng master. Hai cái sink. Rồi, bây giờ thì Vi cho anh chị em xem phía sau luôn. Thì phía sau á, họ cũng xây cái patio cũng rộng giống như vậy luôn. Đó, và cũng có đường ga luôn nha. Cái patio này thì để cái ghế ngồi thì rất là rộng rãi luôn. Đó. Cái căn inventory á, Vi có tới xem rồi. Và họ cũng có cái patio bự giống vậy. Đây là cái cầu thang đi lên lầu nè. Cầu thang này cũng nằm bên hông nữa, giống như là không có đối diện cửa trước, nó nằm ngay đây. Mình đi lên. Bước lên lầu á thì chỗ đây của Vi có cánh cửa nè. Cánh cửa này là cái mà đi vô cái attic để mà mình sửa chữa mà máy nóng rồi máy lạnh đi đó. Rồi ở đây á là cái chỗ bỏ đồ. Rồi kế bên là cái phòng game room ha. Ngay đây. Rất là rộng rãi luôn. Đó. Có cái chỗ cái bàn này chơi nữa nè. Đó. Đó, rồi ở đây mình đứng đây á, mình nhìn thấy được cái phòng khách đây. Rất là dễ thương. Mà nhìn rất là ấm cúng chứ không có phải mà quá rộng hay là quá nhã ha. Đó. Rồi qua bên đây thì mình có ở đây là cái phòng coi phim. Wow. Cái phòng coi phim rất là đẹp ha. Đó. Rồi kế bên phòng coi phim á là mình có chỗ đây là một cái phòng ngủ này. Một cái phòng ngủ. Rồi từ cái phòng ngủ á, mình có cái sinh ở đây. Mình đi qua bên đây là cái nhà tắm ha. Rồi mình đi qua bên đây là một cái sinh nữa. Đó. Rồi qua bên đây là cái cửa trước ngay đây. Rồi kế bên á là có một cái phòng khác. Là trên này mình có được hai phòng ngủ, một phòng coi phim với một cái game room. Đó. Quá đẹp ha. Đó. Rồi cái hướng này là hồi nãy là mình đi từ ngõ đó đi vô đây là cái phòng ngủ này, qua nhà tắm vô đây. Rồi bên đây là một cái phòng ngủ khác.
Rồi còn chỗ này á, là cái phòng game, phòng coi phim ngay đây đó, phòng coi phim rất là dễ thương luôn. Họ trang trí rất là đẹp ha. Thì mình về mình trang trí giống như vậy thì sẽ giống nhà mẫu thôi. Đó, có hai cửa đóng lại. Rồi ngay đây là cái phòng game room ở trên nè. Đó. Tiền thuế ở đây là 3.3 chưa xin giảm và tiền hắt sau đây là 1.350 một năm. Có hồ bơi, công viên đi bộ, chỗ chơi cho con nít, chỗ tập thể dục. Rồi có cái walking trail rất là bự luôn và họ sẽ xây một cái hồ để mà mình có thể chơi thuyền nè, hay là lái canoe, hay là chơi trên nước á, thì họ sẽ xây ở đây rất là lớn luôn, một cái hồ rất là rộng. Rồi từ đây mà mình đi ra những cái business xung quanh á, thì cỡ tầm 5-7 phút thôi, tại vì họ đang xây cái commercial ở phía trước. Thì cái khu Ellison này hôm trước em có giới thiệu rất là nhiều luôn, tại vì em thấy từ đây mình đi ra highway chỉ tầm 5-7 phút thôi là đường 99. Rồi mình đi KD Asian Town thì cỡ tầm 15 phút, đi khu Belle Việt Nam thì cỡ 30-35 phút, rồi chợ Cà Mau thì cỡ tầm 10-12 phút thôi. Vì thấy rất là thuận tiện nên Vi hay chia sẻ cái khu Ellison này tới tất cả các anh chị em. Và đặc biệt nữa là thuế mới giảm thì chỉ có 3.3 thì rất là tốt, chứ không có mắc. Rồi sau khi mà nhiều người dọn vào thì thuế nó sẽ giảm nữa. Rồi khi mà mình xin giảm thì nó còn giảm lại nữa, giống như là 3.3 mình chưa xin giảm thì sau khi mình xin giảm cỡ còn 2.8, 2.9 thì Vi thấy cũng rất là được.